Xin chào bạn. Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu cây nanh heo rừng mini nhé. Mini thì nó rất là nhỏ. Đó, thường thường đa số nhé, với những cây nanh heo rừng mà hàng mini thì là nó sẽ không có độ cao nhiều. Nó vẫn có nhưng mà nó rất là ít. Đó, thế nên mà khi các bạn xem trên những nơi người ta bán ấy, thì thường thường những cây mà nanh nhỏ như này thì nó ít. Ít sẽ có những cây cong như này, nó cũng có chứ nó không phải có nhiều nhé. Đó, đây hàng thật thì các bạn sẽ quan sát kỹ ở trên các cái đường phần vân nanh này, nanh nó rất là rõ luôn. Nhưng mà thường thường 100% ở thị trường Việt Nam với những cây nanh mà bé như này thì gần như là không có đâu giả. Đấy, nó vẫn có, thực ra nó không phải là có đâu, nó chỉ là xương mài thôi, nó là cái xương người ta mài ra. Thì các bạn nào mà không nhận biết quên thì các bạn không biết được. Đó. Thì các bạn đến cái bột xương nó mài thì nó không hề có độ bóng. Nanh thật thì bao giờ nó cũng sẽ có độ bóng mịn như này. Và trên đó thì nó sẽ không hề có những vết xước. Đó, các cái hàng fake thì là trên thân cây nanh thì nó sẽ có vết xước. Còn nanh thật thì nó sẽ không bao giờ có những vết xước mà nó sẽ có lộ những cái đường vân sinh trưởng. Đó, đây là cách mà tại sao những người dân chuyên lâu năm người ta nhìn qua người ta biết đâu là cây nanh thật, đâu là cây nanh giả nhé. Mình cũng có rất là nhiều các bạn chụp ảnh qua và nhờ mình xem hộ. Đó, đây là cây nanh gì, họ nanh thật hay là nanh giả. Đó, thì ví dụ như các bạn có thích cái mẫu như này thì các bạn có thể inbox qua cho mình nhé. Rất đẹp luôn này. Đó, hàng bên mình có ship hàng toàn quốc, mình có nhận gia công bọc bạc, bọc vàng theo yêu cầu của từng khách hàng. Thì ví dụ các bạn muốn bọc chụp bạc, muốn bọc đầu rồng, vân vân, rất là nhiều mẫu khác mình cũng có. Thì các bạn xem xong các bạn có thể inbox qua, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đó. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình. Xin chào các bạn.